cha là con và thánh thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính chào quý đức cha, quý cha và toàn thể anh chị em giáo dân. Sáng nay chúng ta tụ họp nhau lại đây rất sớm để cử hành thánh lễ tạ ơn, dâng lên Thiên Chúa. Cảm ơn Ngài cho chúng ta đã trải qua những ngày thật tốt đẹp tại Fatima này, cho ta được, chúng ta được thêm lòng yêu mến Chúa và yêu mến Đức Mẹ. Để chúng ta bước phần bất xứng trong việc hành thánh lễ này, trước hết chúng ta dục lòng thông hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều tâm tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các anh và anh chị em, thần cầu cho tôi trước toàn Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Nguyện dành Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn, này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô. Xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đang hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Bởi thế, nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy, thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy thánh thần, cùng với các ông Philippe, Prochoro, Nicano, Timo, Bác-mê-na và ông Nicola, một người ngoại quê Antiochia, đã theo đạo Do Thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ. Sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay trên các ông. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn tại Jerusalem. Số các môn đệ tăng thêm rất nhiều. Lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Đó là lời Chúa. Xin mọi người đáp: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi người. Người công chính hay reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa reo vạn tiếng đàn cầm, kinh mừng người gậy muôn cung đàn sắt. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Vì lời Chúa phán quá là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đang cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Chúa để mắt trông nom người kinh sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong bụi cơ hàn. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng. Và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người. Nhờ Đức Giêsu Kitô, quả thật có lời Kinh Thánh chép: Này đây, ta đặt tại Sion một viên đá quý được lựa chọn, làm đá tảng gốc tường, kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng gốc tường, và cũng là viên đá làm cho dấp
tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào lời Chúa. Số phận của họ là như vậy. Còn anh em là giống nồi được tuyển chọn, làng hàng tư tế dương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người. Đứng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Đó là lời Chúa. Alleluia. 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 Chúa nói, chính Thầy là con đường, là sự thật, là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Alleluia. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp: chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm được những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa. Anh chị em rất thân mến, trước hết chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta trải qua mấy ngày rất là sốt sắng ở Fatima này. Và chắc chắn Chúa Mẹ Maria ban ơn cho chúng ta rất là nhiều. Và chúng ta cũng cảm nghiệm được là mình có thêm lòng yêu mến Đức Mẹ. Theo bài Tin Mừng Gioan, thì Chúa Giêsu tự xưng mình Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Ai muốn đến với Chúa Cha thì phải qua Thầy. Anh chị em rất thân mến, tất cả chúng ta đều tin Chúa là con đường dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Và tất cả chúng ta tin Chúa Giêsu là sự thật mặc khải cho chúng ta tất cả chương trình cứu độ, mặc khải cho chúng ta hình ảnh của Chúa Cha. Và chúng ta tin Chúa Giêsu là sự sống,
sự sống cho cuộc đời chúng ta, cho tâm hồn của mỗi một người chúng ta, sự sống lại và sự sống đời đời của chúng ta. Và Chúa Giêsu còn nói với chúng ta là trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở, cho nên thầy đi dọn chỗ ở cho anh em. Vậy chúng ta hãy tin vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu dọn đường chúng ta, Chúa Giêsu rất yêu mến chúng ta. Vậy chúng ta phải tự hỏi, chúng ta có yêu Chúa Giêsu trở lại không, đáp lại tình yêu của Ngài không? Chúng ta phải nói rằng yêu lắm, yêu nhiều nhiều lắm lắm, yêu rất nhiều. Và như vậy Chúa dọn chỗ chúng ta, rồi chúng ta xứng đáng để theo Chúa, để Chúa ở đâu thì chúng ta ở đó cùng với Chúa. Và Thánh Phêrô thì khuyên chúng ta là hãy để cho Thiên Chúa dùng chúng ta như những viên đá sống động mà xây lên đền thờ thiêng liêng cho Thiên Chúa. Và hãy để Thiên Chúa đặt chúng ta làm tư tế vương giả, làm hàng tư tế vương giả. Và chúng ta là giống nòi được tuyển chọn làm dân riêng của Thiên Chúa. Tất cả anh chị em đây, chúng ta đều thông phần là chức tư tế của Chúa Giêsu. Cả giáo dân, cả linh mục, cả giám mục đều thông phần vào chức tư tế của Giêsu. Vậy chúng ta hãy siêng năng thực thi cử hành cái chức tư tế đó. Và cuối cùng, theo sách Tông đồ Công vụ thì nhóm 12 tông đồ đã chọn 7 phó tế để lo việc phục vụ bác ái. Còn các ngài thì các ngài để dành thời giờ để hoàn toàn cho việc rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho các giám mục và linh mục để dành trọn thời giờ của mình không làm việc gì khác, cho việc rao giảng tin mừng Đức Giêsu Kitô. Chúc anh chị em được nhiều may mắn, nhiều ơn Chúa và lên đường bình an sau những ngày trải qua rất tốt đẹp tại Fatima. Cảm ơn anh chị em. Sẽ kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính nơi Chúa Thánh Thần và Thiên Chúa và nhân ban sự sống. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Khi dân thanh thiền công giáo và tâm truyền, tôi tin xin có một phép rửa đầy ta tội. Tôi trong đời sẽ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trên đến bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con. Chúa.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay trang để ca tụng tôn vinh danh Chúa và vui cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng lên trở nên mình và máu Đức Kitô để chúng con được thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Yeah, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con thiết xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tôn hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiến vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ đã bị hủy diệt, toàn thể những người, những gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, với niềm hân hoan chơi chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn ngoại sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thệ, máu giao ước mới là vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này bằng nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Con xin xưng Chúa đã chết đi, con tuyên xưng Ngài đã sống lại, trong vinh quang mãi Ngài lại đến đón chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ. Tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các đức giám mục chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người ai, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, ở tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng thương chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cha được mời để duy tiếp chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của nơi con đêm mãi tuyệt vời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hăng ngoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Amen. Thank you.